chưa dừng lại ở đó. Đỡ đỡ đâu tầm khoảng một tuần sau á, bắt đầu lúc này mẹ mới quan sát thấy những cái đầu móng tay móng chân của bạn á, nó xuất hiện những cái đốm đen, nó nhỏ nhỏ từ từ cái nó bự lên và nó lan ra hết những cái đầu móng tay móng chân luôn. Mọi người hình dung giống như khi mà cái móng chân của mình á, nó bị kẹt vào cái cửa, nó bị dập cái thịt ở trong á, rồi cái máu bầm á, nó chảy ra và nó tụ cái máu bầm lại, nó bầm đen y chang vậy đó. Nó đen hết trơn cái móng chân đúng không? Bắt đầu nó thối và nó rụng hết móng tay móng chân của bạn luôn. Chỉ trong 1-2 ngày thôi đó, là tất cả những cái móng của bạn nó thối và nó tự động nó xuất ra luôn. Đụng nhẹ một cái nó cũng rớt ra nữa. Qua ngày hôm sau bắt đầu bạn không còn sốt mê man nữa. Bạn tỉnh nhưng bạn không ăn uống gì được hết. Ăn bao nhiêu là ói ra bấy nhiêu. Mẹ diễn tả đó, mỗi lần bạn ói, bạn không có ói ra cơm cháo gì hết. Bạn chỉ ói ra một cái loại nước, nó đục ngầu, nó sền sệt gì nè. Cái mùi nó thối y chang như là cái nước ở trong cái bình bông mà mình cấm mình để tầm khoảng một tuần lễ mình không có thay nước gì đó. Nó thối bum gì đó, rất là thối luôn. Trong lúc này là quá hoảng sợ rồi. Một phần là phải đi báo với bác sĩ. Một phần nữa mẹ gọi điện cho ông bà ngoại ở bên Trùng Khánh Trung Quốc á, điện để báo sự việc này cho bên bà ngoại nghe. Sau khi mà điện nói với bà ngoại vậy đó, ngoại mới đi coi thầy, một người thầy ở bên Trung Quốc luôn. Thầy này sau khi biết được tên tuổi, ngày tháng năm sinh của em bé này á, thì thầy mới nói cái em bé này đã bị người ta đó ểm bùa rồi. Cái người này làm bùa rất là ác nha. Làm cái bùa mà cái bùa ăn thịt người á, khiến cho nó ăn lở loét cơ thể con bé này, chết dần chết mòn á thì thôi. Còn ai bỏ bùa đó thì cái người thầy này không có nói. Sau khi mà nghe thầy nói như vậy đó, ông bà ngoại cũng sốt sắng dữ lắm. Ngay lập tức sắp xếp đồ đi về Việt Nam liền. Tại vì ông bà ngoại biết chắc chắn cái chuyện này không hề đơn giản. Bên Trung Quốc á, bên đó người ta là cái nôi của những cái phong tục lễ nghi, đặc biệt là về những cái bùa ngải này mà. Thành ra ông bà ngoại phải đi về liền trong đêm. Thế là ông bà ngoại dẫn theo cái người thầy đó đi xe lửa về tới Việt Nam. Đi tới 11 ngày mới về tới Cần Thơ. Và ông bà ngoại đi thẳng vô trong bệnh viện. Lúc này á, mọi người mới thấy là cái bụng của bạn á, nó đã phình to lên rồi. Đang nằm thở máy thoi thóp trong bệnh viện á, chứ ở nhà đâu có dám cho đem về nhà đâu. Bác sĩ người ta bắt phải nằm trong bệnh viện. Còn cái lý do tại sao cái bụng trương phình lên á, thì bác sĩ người ta vẫn chưa giải thích được nữa. Khi mà thấy cái cảnh tượng mà bạn nằm trong bệnh viện đó, ông bà ngoại hả thất kinh hồn vía hết trơn luôn. Không thể nào hình dung ra được cái đứa cháu ngoại của mình bây giờ á, nó ghê tởm tới như vậy. Tại vì cái bụng á thì bự, tay chân của bạn á, nó co quắp là gì nè, nó cứng ngắc à, mà móng tay móng chân không còn nữa, nó xuất ra hết trơn rồi. Đầu móng tay móng chân đen thùi lùi hả, mà nằm cứ thở mái thoi thóp gì đó, đâu còn biết gì nữa đâu. Thầy nói chết rồi, không được, phải đem về nhà đi. Nhưng mà bác sĩ người ta nói á, đem về nhà là em bé này sẽ chết nha chưa, phải suy nghĩ thật là kỹ. Bác sĩ người ta đâu có cho đem về đâu. Với lại trong bệnh viện đó, người ta đâu có cho làm cái chuyện bùa ngải tà thuật gì trong đây. Cho nên bắt buộc mẹ của bạn cũng suy nghĩ lưỡng lự dữ lắm. Và rồi cuối cùng mẹ với ông bà ngoại đã bấm bụng đưa bạn trở về nhà, là đi về dưới Kiên Giang đó. Khi mà cha ổng từ Kiên Giang chạy lên bệnh viện đó, ổng thấy là mọi người chở con bé về nhà, ổng la quá trời. Ổng nói đó, nếu mà bà quyết định chở con bé này về dưới nhà đó, con mà có mệnh hệ gì á, tôi ly dị bà luôn. Và thế là ngay sau đó mọi người mới làm thủ tục xuất viện, đưa bạn đi về nhà. Về tới nhà đó, thầy mới để bạn nằm ở giữa nhà. Xung quanh cái chỗ bạn nằm á, thầy kêu mọi người chuẩn bị cho thầy nhiều cái cây trúc, những cái nhánh trúc của mọi người dựng vòng vòng vậy nè. Thầy có chuẩn bị sẵn rất là nhiều chuông gió, thầy treo chuông gió lên mấy cái nhánh trúc vậy nè, treo rất là nhiều, gió nó kêu len can vậy đó. Rồi thầy bắt những cái người làm ở trong nhà đó đóng cửa chính lại và mở toang cửa sổ ra hết. Lúc này mẹ nói ở trong nhà tò mò dữ lắm, ai cũng bu lại coi hết. Tuy nhiên thầy đuổi tất cả những người tuổi mẹo á, đuổi ra ngoài, không có cho chứng kiến. Thế là bắt đầu thầy làm lễ. Mẹ mới nói là thầy cầm những cái lá bùa, thầy đứng xung quanh mà thầy múa may, thầy khẩy những cái lá bùa lên đầu của bạn á. Tầm khoảng 15 phút sau, bạn bắt đầu ói ra, và ói rất là nhiều thứ. Đặc biệt mọi người thấy ở trong cái vũng ói này á, dòi nó bò lúc nhúc luôn. Có ruồi, có muỗi, tất cả những con vật nhỏ nhỏ nó dồn ở đâu trong bụng của bạn á, bạn ói ra quá trời luôn. Chưa dừng lại ở đó, tiếp theo bắt đầu á, thầy mới lấy một cái chuông ra, thầy lắc cái chuông vậy nè, thầy lắc xung quanh chỗ của bạn ngồi á, thầy lắc một lần ba cái, lắc một lần cái thầy nghỉ một lần.
Mẹ kể sau khi bạn ói cái đống đồ dơ đó ra rồi đó, bạn ói rất là nhiều, ói ủa ủa tới nỗi á mà phải xỉu luôn, xanh mặt mày luôn. Sau khi ói xong á, cái bụng của bạn nó xẹp đỡ một chút, nó xẹp xẹp một tí rồi. Tiếp theo thầy mới đốt thêm hai lá bùa và thầy móc cái chuông ở trong cái túi đồ nghề của thầy ra, thầy lắc bên lỗ tai của bạn á. Lúc này bạn đang nằm kế bên vậy đó, bạn nằm bất động rồi. Thầy lắc một lần ba cái, lắc ba nhịp vậy đó, thầy nghỉ một nhịp, cho tới khi thầy lắc đúng 9 lần á, là mọi người thấy bạn nằm ở đó, bạn tiêu bạn tiểu ra đó luôn. Nói chung hả là bạn phóng uế ra, vãi ra hết trơn vậy đó. Sau đó thầy mới nói là xong rồi đó, kêu người nhà đi tắm rửa cho cái em bé này đi.